có hai loại sản phẩm động vật mà chúng ta cứ ăn, mặc dù chúng không phải là thứ dành cho con người, đó là sữa và trứng. Nhiều người khi xem xét kỹ các xí nghiệp bơ sữa và trứng nói rằng chúng còn độc hại và chứa nhiều ác pháp hơn những sản phẩm từ thịt động vật về một số mặt, bởi bò và gà đã bị lạm dụng ác liệt trong thời gian dài hơn, rồi sau đó cũng không tránh khỏi cái chết khi năng suất giảm sút. Trước hết, các sản phẩm sữa cấu thành một chủ đề quá ư rộng lớn và phức tạp. Tình trạng nô dịch bò sữa góp phần vào tình trạng nô dịch con người trên một loạt phương diện, cho nên mối thiệt hại do lề thói này gây ra còn vượt xa những ảnh hưởng tiêu cực về sức khỏe thể chất do tiêu thụ sữa. Dầu nhiều người dừng ăn các sản phẩm bơ sữa chỉ vì lý do sức khỏe, nhưng việc nhìn thấy cái bối cảnh rộng lớn hơn của tấn bi kịch đang diễn ra là điều hết sức quan trọng, bởi sự thật không biết có từ bao giờ này. Gieo nhân nô lệ và bạo lực thì chẳng đời nào gặt quả tự do và sức khỏe. Về cơ bản, sữa bò là thứ được tự nhiên dành tặng cho con bê chứ không phải cho con người. Chúng ta là loài duy nhất thích uống nguồn sữa vốn dành riêng cho con các loài khác. Chúng ta cũng là loài duy nhất cứ một mực uống sữa khi đã cai sữa từ lâu. Hình như chúng ta không tài nào chịu nổi khi nghĩ đến trưởng thành và xuất gia. Có lẽ chúng ta hãy còn khát khao cái thuở nằm nôi và cảnh thanh bình của một thời hay quên bên bầu vú mẹ. Và nếu thứ đó không còn sẵn có thì chúng ta sẽ dùng đến bầu vú của bất kỳ một con vật mẹ nào đang sinh sữa, cho dù đó là một con bò cái và chúng ta phải giết con của nó để đạt được thứ ấy. Tội ác tày trời của con người khi giết thịt động vật trở nên dễ thấy như thế nào khi chúng ta quán xét việc họ làm điều đó mà thiếu sự trợ giúp của công cụ, thì hành động uống sữa cũng rõ ràng như thế ấy. Tính sẵn có thoải mái của món cốt lết bê và hamburger giá rẻ cũng như những gói hàng ngăn nắp đựng phô mai, sữa, kem và bơ trong các ngăn bảo quản lạnh đã che khuất cái chi phí thực sự và tính tàn nhẫn có nguồn gốc từ trang trại sữa. Trong thế giới hoang dã, thật khó có chuyện chúng ta sẽ lại gần một con bò đang tiết sữa, trong một khu rừng hay đồng cỏ nào đó ở châu Á, nơi các con bò sống một cách tự nhiên, để giành lấy bất kỳ tí sữa nào. Các con bò được hoang dã sẽ bảo vệ quyết liệt và hút hay xua đuổi chúng ta đi. Dù chúng ta có xoay sở để tránh được sự chú ý của con bò đực thì chưa chắc con bò sữa sẽ cho phép chúng ta tới phía dưới và ngậm bú vào núm vú. Chúng ta sẽ phải cạnh tranh với con bê, kẻ thừa hưởng hợp lệ nguồn sữa, đẩy hay đá nó đi. Rồi bằng cách này cách nọ khiến cho bò mẹ chịu đứng yên trong khi chúng ta hút hay vắt trên các núm vú. Toàn bộ hình ảnh này phi lý đến nỗi ngay cả một người ghiền sữa trung thành nhất cũng chẳng bao giờ dám tính đến chuyện thử sức. Chỉ thông qua một truyền thống lấn át tàn bạo liên tục thì con người mới có được sữa bò để uống, một hành động mang cốt lõi bệnh hoạn và ngang ngược. Các sản phẩm sữa trong cửa hàng thực phẩm là kết quả qua nhiều thế kỷ thao túng và bạo hành ghê rợn của con người chống lại bò sữa, mà hình ảnh thu nhỏ của nó là các doanh nghiệp sữa được cơ khí hóa ngày nay. Bò ngày nay bị ép buộc phải cho ra một lượng sữa lớn hơn rất nhiều so với trong điều kiện hoang dã. Điều này được thực hiện thông qua hai kiểu vận dụng về thức ăn và hóc môn. Cũng như tất cả các loài động vật có vú trong môi trường hoang dã, bò chỉ cho sữa sau khi sinh con và làm như vậy theo khúc tuyến chuẩn hình chung chừng 7 tháng, lúc đầu là ít hơn 4,5kg sữa mỗi ngày, lên đến cực điểm là khoảng 11kg và rồi rút về mức 4,5, sau đó trở lại mức không khi bò con bắt đầu ăn đồ cứng. Trên các trang trại sữa ngày nay thì bò con vừa mới sinh ra là người ta đã tách khỏi bò mẹ ngay lập tức, khiến cho cả hai phải khổ não, còn bò mẹ thì bị cưỡng bách phải cho 40-50kg sữa mỗi ngày liên tục trong vòng 7-8 tháng. Bò sữa thụ tinh ở độ tuổi nhỏ hơn nhiều so với quá trình phát triển tự nhiên trong môi trường hoang dã và được giữ cho ở tình trạng mang thai gần như liên tục kể cả lúc chúng còn đang sinh sữa từ đợt mang thai trước đó. Áp lực kinh hoàng để cho ra lượng sữa lớn bất thường như vậy sẽ mau chóng hủy hoại sức khỏe của những con bò này. Dù vốn dĩ chúng có thể sống được 25 năm trong điều kiện tự nhiên nhưng sau khoảng 4 năm chịu lạm dụng trên trại bơ sữa này thì năng suất chúng biến mất. Rồi chúng sẽ phải nếm trải cảnh hung tàn tại lò sát sanh và bị dán xuống thành thịt hamburger, gia thuộc hay thức ăn gia súc rẻ tiền. Tình trạng lạm dụng vô kể không ngưng nghỉ mà bò sữa phải chịu làm cho sữa của chúng trở nên cực kỳ có hại cho sức khỏe con người. Bên cạnh những độc tố tự xuất hiện ở người có trong sữa bò như thành phần gây tăng trưởng IGF-1, casein, estrogen, hormone gây buồn ngủ, lactase, mủ, vi khuẩn, ký sinh trùng.
và casomorphin mang tính gây nghiện đã được trình bày trong chương 4. Còn có các độc tố là kết quả trực tiếp từ việc cưỡng ép bò quá sức, hormone tăng trưởng nhân tạo, hormone gia tăng lượng sữa, kháng sinh, thuốc an thần cùng thức ăn chứa đầy dư lượng thuốc trừ sâu. Cái gọi là sữa hữu cơ tuy chứa lượng chất độc nhân tạo nhỏ hơn nhưng cũng không thuộc vào loại tự nhiên, nên sự hiện diện của chúng trong sữa bò nhắc nhở chúng ta rằng đây là thực phẩm thích hợp cho con bê chứ không phải cho con người. Vậy thật ra người ta cưỡng ép bò mẹ như thế nào để cho ra được những khối lượng sữa khổng lồ? Chúng phải ăn cholesterol hòa lẫn trong thức ăn và được tiêm một hỗn hợp hormone gồm estrogen, progesterone, prolactin và testosterone. Những người tiêu thụ bơ sữa nhận được rất ít sự bảo vệ khỏi những hormone này do quy định về việc sử dụng chúng đang ở mức tối thiểu. Như Mason và Singer giải thích trong cuốn Các nhà máy động vật, Cục Quản lý Lương thực, Dược phẩm và Bộ Nông nghiệp, Hoa Kỳ, ra đời để phục vụ cho lợi ích của ngành kinh doanh nông sản hơn là người tiêu dùng, môi trường hay động vật. Chỉ đơn cử một ví dụ, trong khi chính phủ Canada và các nước châu Âu cấm sử dụng RBGH, loại hormone tăng trưởng tái hợp biến đổi gen, kích thích tuyến sữa ở bò gây tranh cãi của Monsanto thì FDA lại sẵn sàng chấp thuận nó vào năm 1985. Kể từ đó, nó được sử dụng trong các nhà máy sữa tại đất nước này bất chấp bằng chứng khoa học xác định nó có thể gia tăng nguy cơ mắc ung thư ở cả người lẫn bò. Những người làm trang trại sữa từ lâu đã phát hiện rằng nếu bò được nuôi bằng các loại thức ăn giàu cholesterol thì chúng sẽ cho nhiều sữa hơn hẳn. Dĩ nhiên, một con bò trưởng thành trong thế giới hoang dã là một thú vật ăn cỏ hoàn toàn và sẽ không bao giờ ăn thịt, sữa hay trứng, những nguồn cholesterol duy nhất không có mặt trong mọi loại thực phẩm thực vật. Nhưng bò sữa, cũng như nhiều loại vật trang trại khác đang phải chịu sự tha hóa của nền nông nghiệp hiện đại, lại phải ăn loại thực phẩm được làm giàu bằng thịt động vật và các phế phụ phẩm từ số cá, chim cùng các loại có vú khác bị sát hại, có lẽ bao gồm cả bò và thậm chí là con của chúng. Điều này lệch lạc không tả, vậy mà nó vẫn là quy trình tiêu chuẩn trong các nhà máy sữa hàng năm nay. Theo một cựu chủ trang trại sản xuất bơ sữa, Tom Trotter, ngay cả các nhà máy sữa nhỏ hơn cũng nuôi bò bằng thức ăn được làm giàu nhằm nâng cao hiệu suất để chúng có thể cạnh tranh về mặt kinh tế, vì mỗi con bò sữa bị ép phải sinh ra nhiều con bê hơn hẳn so với mức khả dụng trên trang trại sữa, nên những con bê ngay lập tức bị sát hại. Được bán đấu giá cho các tập đoàn thịt bê hay để lập nên các đàn bò lấy thịt rồi bị giết lúc 1, 2 năm tuổi. Trong tất cả những trường hợp này, các phần cơ thể của chúng cuối cùng sẽ có mặt tại nhà máy chế biến mỡ, được trộn lẫn với những phần cơ thể bị thải loại và phế phẩm từ cá, heo, gia cầm, thú vật bị cán chết, thú vật trong phòng thí nghiệm, chó, mèo và những loài vật khác được gây chết không đau đớn, rồi được nấu, nghiền nát và thêm vào ngô, lúa mì, đậu nành và các loại ngũ cốc khác, để rồi quay trở lại làm thức ăn cho bò. Các con bò do vậy đã thường xuyên bị ép phải ăn những con bò khác và rất có thể cả phần thịt và các bộ phận của chính con của chúng trong thứ thức ăn được làm giàu. Lý do duy nhất mà điều này giờ đây đang có dấu hiệu chững lại là sự bùng phát bệnh bò điên, một kết quả trực tiếp từ những hoạt động nông nghiệp điên rồ như vậy. Mặc dù lệnh cấm của FDA lên việc dùng thịt các loại nhai lại để làm thức ăn cho các loại nhai lại đã giảm bớt xác suất bò ăn bò, nhưng chúng vẫn còn được nuôi bằng lợn, gà, gà tây, cá, chó và những con vật khác. Xét đến sự thi hành và giám sát được đồn đại là lỏng lẻo trong chính sách này của FDA, chúng ta hiểu rằng một số loài vẫn còn bị đẩy vào tục ăn thịt đồng loại. Tính nhẫn tâm quái lạ và thái quá này ấn đằng sau mỗi vết sữa dính môi. Nó vẫn được xem là chuyện thường trong công việc kinh doanh và chẳng ai nghi ngờ gì bởi những con vật liên quan đã bị ngành sản xuất sữa hạ cấp xuống còn đơn thuần là đồ vật với mục đích duy nhất hàng đầu là sản xuất nhiều sữa nhất với chi phí thấp nhất. Và với việc USDA cam kết sẽ mua những lượng sữa tồn động, ngành này đã đẩy nhiệt độ sản xuất lên tới mức tối đa. Toàn bộ ngành này rõ ràng vừa là kết quả vừa là nguyên nhân của một trí năng văn hóa sa sút nghiêm trọng không còn có khả năng nhìn thấy các mối liên hệ cơ bản.